Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ. So với dự thảo trước, tại dự thảo lần này đã có sự điều chỉnh các mức trừ điểm bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn. Tại dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, trừ điểm giấy phép lái xe lần này, Bộ Công an đã có sự điều chỉnh các mức trừ điểm bằng lái xe do vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể với xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô. Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,2mg trên 1 lít khí thở bị trừ điểm giấy phép lái xe 3 điểm. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở bị trừ điểm giấy phép lái xe 12 điểm.